Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình nha. Hôm nay chủ đề chúng ta sẽ là những con côn trùng và đặc biệt là những con sâu róm gớm ghiếc của chúng ta, nhiều lông nhiều lá này. Và bằng mắt thường chúng ta thấy nó đáng sợ rồi đúng không ạ? Nếu mà mình soi được dưới kính hiển vi ấy, thì mình làm khẳng định với các bạn là nhìn nó còn đáng sợ hơn gấp cả trăm lần so với mắt thường của chúng ta. Thì hôm nay thì mình có hai con sâu róm mình mới bắt được, một con màu vàng, một con màu đen và thêm một con châu chấu và một con côn trùng có cánh nữa. Chúng ta cũng thử soi hết cả bốn con này từ kính hiển vi nha. Chắc chắn là sẽ có nhiều hình ảnh rất là ấn tượng cho các bạn xem nha. Bắt đầu thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bằng con sâu róm màu cam trước nha các bạn. Đó, ok rồi, bật đèn lên nào. Những cái con nấm lông này nhìn rất là ghê các bạn. Và sau đi chơi với bạn nữ thì các bạn ấy chỉ có hét ầm lên mà thôi. Mình đang chế độ phóng đại gấp 40 lần thôi nha. Tối đa của cái kính hiển vi này là khoảng 1600 lần, nhưng mà chúng ta chắc là sẽ không dùng đến 1600 lần đâu. Đó, bây giờ những chiếc gai của con sâu róm này đã hiện ra rồi. Rất là ghê đúng không các bạn? Đó, trông như 1 triệu bụi cỏ. Lát nữa mình sẽ cắt ra từng sợi lông cho các bạn nhìn rõ hơn. Phóng đại khoảng 400 lần vậy. Giờ chúng ta sẽ xem bề mặt da của nó trông sẽ như thế nào. Rất là nhiều sợi lông các bạn ạ. Lông này mà cắm vào người thì không ngứa thì cũng nổi mẩn thôi. Nói chung là đa số những con sâu róm này thì lông của nó đều có chất độc các bạn. Mức độ nặng hay nhẹ thôi. Nặng thì có thể làm cho chúng ta có thể chóng mặt, hoa mắt, say, ngất xỉu, chết luôn. Còn thường thường chúng ta sẽ gặp một số loại nhẹ, nó có chất độc nhẹ thôi, chỉ làm chúng ta nổi mẩn, sưng nữa thôi. Cũng có một loài vài, có một số loài thì không có độc nhưng mà nó cũng gây mẩn nữa. Thế nên chúng ta phải tránh xa những cái con này ra. Tuy rất là nhỏ nhưng mà lắm lông, mà lông thì rất là khó chịu. Lông của nó thì có các tua tua nữa. Chúng ta thử lật phần chân của nó nhé. Sau một hồi hí hoáy thì mình cũng tập thật nó lên. Chúng ta xem cái chân của nó nhá. Nó đi kiểu gì ta? Nó không phải trườn như rắn, cũng không có lắm chân như rết, thế mà nó cũng đi được. Đây chân của nó này các bạn. Hai cái chân. Chân cũng có lông nữa chứ. Thì vòng đời của những con sâu róm này là khoảng 1-2 tháng mà nó sẽ biến thành bướm. Nào xem đầu nó nào. Xem mồm nó có cái răng nào không mà nó ăn lá ghê vậy. Không mồm nó kia kìa. Mình sẽ thử cho đại 100 lần xem nào. Chỉ đèn một chút. Đây là cái mồm của nó các bạn. Nó khó nhìn một tí. Ok, mình sẽ giải phẫu nó ra và một xem một sợi lông của nó trông như thế nào. Mình vừa thu được một nhúng lông của nó rồi. Đây là một sợi lông của nó đã hiện ra. Đây chúng ta đang xem cái lông của nó đây, trông kỳ quá. Ok, giờ chúng ta sẽ chuyển vào con màu đen nha, con sâu róm màu đen. Wow.
thì nó hấp thụ ánh sáng thì chúng ta sẽ khó nhìn hơn. Nhưng mà các bạn nhìn thấy sợi lông của nó như có dính rất là nhiều cái gì đó, giống như kiểu bụi bẩn hoặc là chất độc cũng có thể, hay là vi khuẩn, vi trùng ở đấy. Ok, vậy chúng ta sẽ lại lật mặt nó lên. Chế độ lật mặt. Gỡ bụng ra nào. Ok. Mắt cái gì vậy? Chúng ta đang nhìn cái gì đây? Chân của nó à? Chân bé xíu xìu. Chân bọn em có lông giống như con người chúng ta vậy. Chắc chắn là nó có họ hàng với con người rồi, thì chân cũng có lông mà. Chắc chắn ở đây có nghĩa là 0.001% các bạn. Mình đang nhìn cái chân, nhìn về nhìn đầu nó xem tăng lớp thế nào, có nào sâu không. Ôi, nhìn rất là rõ cái chân này. Con này nhìn thấy răng lợi rất là rõ. Ê, nó có hai cái răng nhỏ nhỏ xíu xíu. Ok, giờ mình sẽ chuyển qua con châu chấu nhỏ nha. Đây là con châu chấu con các bạn, nó có màu đen rồi. Nhưng mà nó lớn lên thì chắc là nó sẽ có màu xanh lá cây để lẩn trốn, và bây giờ nó mới có màu đen xíu à. Nó có màu xíu như cái tăm à, nên là nó có màu đen. Cũng có thể là nó lai châu Phi. Xong mấy con nhỏ nhỏ này, con nào có lông nhỉ? Cánh của nó cũng có lông này. Chân nó, chân cũng đầy lông luôn. Màu mắt khá, cái mắt kia rất là hay. Nhìn thấy tự xoay cái mắt nó. Ok, chúng ta sẽ đổi vật kính để chúng ta nhìn cái mắt nó rõ hơn. Đây rồi, mắt đây rồi. Nó rất là nhiều chấm nhỏ. Ok, rồi chúng ta sẽ chuyển ra cái con côn trùng màu cánh nhé. Cứ lắm lông vậy nhỉ, đã nhỏ rồi còn lắm lông vậy. Thì ai mà yêu thương nổi. Nên là nhìn những đường gân ở trên cánh của nó. Mình nhìn những lông gà rồi. Thì sẽ đổi qua phần thân của con nhỏ. Wow, cái gì vậy trời, ghê không các bạn? Con này còn đáng sợ hơn mấy con sau đó nếu mà nhìn gần đấy.
lông lên lông thôi. Phần trắng này ghê đấy, ghê thật chứ, quá trời lông, nhìn lông đáng sợ luôn. Không hiểu bọn nhỏ dùng lông để làm gì nhỉ. Ok, mình đặt nó lại nhỉ. À, đây là cái chân này, nó toàn lông, chứng tỏ những cái thứ lắm lông thì rất là xấu. Các bạn nam, các bạn nữ nhớ cạo lông đi cho đẹp nhé. Những cái con này nhiều lông thì xấu, nhưng không có lông nó cũng rất là đẹp. Đẹp và chúng nó chứ không phải với mình. Xem nào, mắt nó không giống với con kia, à cũng giống các bạn ạ, có nhiều chấm này, cái tầm nhìn của nó rất là rộng. Ok, vậy là chúng ta đã khám phá xong những con sâu gióm đáng sợ rồi các bạn ạ. À, chúng ta sẽ ra một điều kết luận, đó là những con côn trùng như thế này thì đa số của nó rất là nhiều lông, rất là bé và lắm lông. Nhìn con sâu róm thì lông của nó còn có sưng sợi tua tua đấy mà nó, nếu mà cắn vào da thì chúng ta chắc chắn là sẽ bị dị ứng hoặc là mẩn ngứa rồi. Chúng ta nên tránh xa của nó ra này. Giờ của mình đã là kết thúc rồi, các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, và có thể comment những thứ mà các bạn muốn mình soi cho cái MV nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thế là các bạn mình vừa giải phẫu với con sâu róm màu vàng ra thì mình thấy quá trời trứng, là trứng luôn. Mình sẽ soi trứng của nó nha, trong bụng nó đấy. Thế là những em bé sâu róm của chúng ta đã hy sinh vì khoa học rồi. Qua đây nào, đó. Trứng của nó các bạn ạ. Trứng của nó có cái gì bên trong nhỉ? Trong toàn màu trắng thế này. Đây là trứng của con sâu đó. À, mình cũng không rõ đây là trứng hay cái gì của nó, mà nhìn rất là giống trứng của một con sâu róm nhỏ. Khá là hay. Ok, chúng ta sẽ thử nhìn từ bên dưới lên nha. Ánh sáng sẽ đi từ bên dưới lên. Con là con sâu róm nhỏ ấy. Sao nhìn cho nó có con nhìn hoạt bướm chứ. Sao nó lại có những ấu trùng nhỏ trong bụng nó như thế này. À, thì các bạn có thể Google cho mình xem đây.
da thịt của nó. Nhìn xấu quá trời. Thường là những sinh vật nhỏ